nhà đã quay trở lại với kênh Nha TV nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Nga sẽ giới thiệu cả nhà mình ăn cái món bạch tuộc Nhật. Ở đây Nga có một con bạch tuộc Nhật và một con các bạn, 1,9 kg gần 2 kg các bạn. Đây, Nga có một cơ. Nóng. Rồi, Nga ăn bạch tuộc này Nga ăn với lại nước sốt mè. Đây, Nga có nước sốt mè và gừng chua cay. Và Nga thêm miếng nước muối tiêu chanh, ớt chanh. Và đây là nho rong biển, nho biển ấy bạn. Nho biển. Bây giờ Nga sẽ mời cả nhà ăn chung với Nga nha. Nga mới hát con bạch tuộc này xong. Con bạch tuộc này bự quá các bạn ơi. Thì Nga mời cả nhà nha. Cái máy của Nga nó bị khùng hơn là chủ rồi. Lâu lâu nó nhờ đèn thù lùi. Lâu lâu nó sáng ra. Bây giờ mình nhờ cả nhà nha. Mình thử chấm muối ớt chanh nè bạn. Khó ghê mà. Khó không có mùi. Ngon bạch. Giòn. Dai. Bắt buộc nó phải dai ấy bạn. Cái này bạn, các bạn khác là ăn sashimi. Nhưng mà nhân vậy thì hơi mỡ hàm. Giòn. Dai. Ăn cái này nghe cảm nhận được độ ngọt. Cho là cái chín mấy. Gừng chua ngon. Nho rong biển này bạn. Chấm này nước sốt mè rang.
rong nho biển vào, chấm lên mút xốp mè cay ăn rất là hợp, không nghe bị tanh. Ở đây nghe có cái nước xốp, nước xốp phô mai cay để nghe bỏ vô ăn thôi có nó ngon hơn không các bạn. Hồi trước cách đây mấy tháng, cách đây tháng mấy hai tháng, Nga có ăn nho rong biển này, nó quay riêng một clip. Nhưng các bạn biết không, bữa đó cái mic của Nga nó bị hư, Nga không có biết, nên chỉ ngồi ăn thoải mái vô tư, có clip mà không có tiếng động, nên là Nga không có đăng. Ăn cái nước này cũng ngon bà. Con nước nó cũng ngon nhưng mà hơi cay. Tại nó là phô mai cay. Cái này phải uống nước ngọt. Cái hộp nho rong biển này bà, nó mua một hộp nửa ký 80.000, thôi để lâu trong tủ lạnh nó bị sẹp xuống, bị teo. Nở ra lấy ra ngâm nước đa, nước lạnh nó nở ra bà, nở ra. Con bạch tuộc này nó mua hai một ký nó ra giá cho nó là 540 550 vậy bạn. Nhưng mà con này nó 2 kg, ký chín mấy gần 2 kg. Còn cái là đường hầm này 1 kg 200.000. Nhà mua là nửa ký. Đổ về cái ngọn này. Nó không có giòn, không có dai. Cái này là tô chức đúng chuẩn của Nhật luôn mà.
Ăn coi. Thịt dày và trắng bắp luôn. Sáng nay mình cắt luôn. Bữa tuần Việt Nam mình đâu có lớn dữ hả? Nhìn đơn giản mà không có ai bằng.
Các bạn có xe không? Cái đường trước cửa nhà Nga. Nó đổ đất đá lên gần 2 tầng. Tầng làm chừng buổi 2 bữa. Chẳng chở giao thông của hàng xóm. Đường trước cửa nhà Nga, ngay cổng luôn mà. Bây giờ nó đổ nhựa. Làm trước xong trước Tết mà. Okay. Thôi video của mình kết thúc tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn các bạn là video kỳ sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.